Mình xin chào tất cả các bạn. Thì đây là cái clip thứ 10 của Trấn Sơn Pháp Bảo của mình, pháo đầu đối Bình Phong Mã. Thì sau clip này thì mình sẽ ra pháo đầu đánh với đường Đề Mã. Thì tới một chủ đề mình sẽ sắp lại clip từ 1 đến 10, từ 1 đến 10 ha. Cứ mỗi một hình trận thì mình sẽ làm 10 clip. Rồi anh em đánh trong thực tế thì gặp cái biến đánh nào nhiều á thì các anh em cứ bình luận vô để mình làm cái biến đánh đó sâu hơn. Nhiều có nghĩa là sâu hơn, đây có nghĩa là nhiều nước hơn, nhiều cách đánh hơn á. Rồi thì để không mất thời gian anh em thì tới đây xuất quân nha. Thì trong cái giai đoạn xuất quân không có gì để nói nhiều anh em. Cái căn bản xuất quân của mình. Đây, tới đây ha. Các anh em nếu có theo dõi từ số 1 đến số 10 của Bình Phong, pháo đầu phá Bình Phong thì thuộc hình này rồi ha. Rồi tới đây mình sẽ tiếp tục với cái biến đánh tiếp theo của cái clip thứ 9 là cái biến người ta tiến pháo Quá Hà. Thì ở cái clip 9 người ta bình pháo vào đây. Sau khi diễn biến những nước như thế này nè. Nó tới đây người ta bổ tượng. Đánh chốt an ninh. Đó thì cái nước của clip thứ 9 vừa rồi á thì người ta bình pháo vào đây, khi mình phát triển mã bên đây. Người ta bình pháo vô đây để mà người ta đánh lời tượng này. Thì hôm nay mình phát triển mã này. À, để cho người ta chạy pháo xong rồi một chút mình sẽ phế tượng này đó. Tức là mình sẽ làm hai cách hai bên, có nghĩa là ở clip thứ 9 thì tới đây mình phi mã này lên. Mà các bạn có thể nhớ phi mã này lên, lúc đó là mình vô đổi xe, các bạn nhớ ha, nhìn tới đây các bạn nhớ rồi. Lúc đó mình đánh đấu, mình đánh thêm một hai nước nữa các bạn sẽ nhớ rồi. À, tới đây mình chống sĩ đó, người ta đạp xe mình tiến một đó, tới đây các bạn nhớ rồi ha. Rồi thì hôm nay mình làm là con mã này phi lên liền luôn ha, không để vướng vô nước này. Tức là mình đang muốn chia sẻ rõ ràng như thế này nè các bạn. Phế tượng cũng chơi được và không phế tượng thì phi mã lên đuổi pháo vẫn có biến đánh khác. Như vậy thì tới đây pháo thối về hai hoặc là tiến xuống hai. Các bạn thấy nếu tiến hai này là nước không có tác dụng, lúc đó mình sẽ mở quân của cánh trái này liền. Nước sau mình thăng xe lên đuổi pháo, bên kia pháo cũng phải quay về. Đó, cho nên là lúc đó mình lên được con mã nữa, vì vậy người ta sẽ không chọn cái biến mà tiến hai mà sẽ chọn biến thối hai. Vì sao mà chọn biến này các bạn? Mình đang đe là nhảy qua sông nữa đó, nên là chọn cái biến này vừa lui quân vừa phòng thủ cái lộ này. Đó. Rồi thì tới đây mình sẽ phát triển quân lên, phát triển quân thì bên kia bổ tượng và xích xe. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó hai trường hợp, nếu mà bổ tượng trước thì mình lại có cơ hội xuất quân, bên kia chống sĩ mình lại xích xe ra trước. Thì lúc này cho dù có tạc pháo hay gì mình cũng sẽ phát triển quân lên rất là nhanh. Đó, lúc này xe bình ra bắc thì mình sẽ bình pháo đuổi xe bỏ chạy, mã đánh xuống. Đó, những biến này rất là dễ nên mình đánh hơi nhanh cho các bạn dễ xem ha. Tới đây là hình của mình tạm gọi là đè quân, bên kia ngợp ha. Đó là mình đang nói cái trường hợp mà người ta bổ tượng. Rồi bây giờ người ta chơi quanh xe thì lúc này mình sẽ chơi tiến xe một, vẫn là cái nước tiến xe một. À, cho dù là đụng với nước bổ tượng hay quành xe thì lúc này người ta sẽ chơi là bình xe vào chiếm sườn hoặc là tiến chốt mình kích đấu. Thì ở hai trường hợp này các bạn thấy nếu bình xe chiếm sườn thì mình vẫn phát triển mã, nước sau kê pháo đuổi xe nữa thì xe này cái lộ di chuyển rất là hẹp. À, rất là hẹp cho nên cái nước này chưa có tác dụng. Mà cái nước tiến chốt này thông đấu vừa mời đổi xe bên đây để đánh cho cánh này trống đi. Thứ hai nữa là nổ được tượng này. À, nên cái nước chốt này nó sẽ ổn định hơn, mạnh hơn so với cái nước bình xe ra đây. Rồi như vậy thì tới đây chúng ta không nên chọn cái giải pháp là tiến pháo tiến mã xuống ăn pháo nha. Nếu chúng ta chọn giải pháp này là sai lầm nha. Chốt người ta sẽ tiến đến đây trước. Lúc này mã mình tạm thời chưa đi được mà pháo mình đang bị đe. Tới đây ví dụ như mình chạy pháo đi thì lúc này người ta có một chốt qua sông, người ta không vội vàng ăn quân lại mà ta đưa thêm xuống đây một chốt nữa thì hình mình lép ha. Rồi cho nên tới đây là phải dùng chốt ăn qua nha các bạn, đây là bắt buộc nha. Thì lúc này ta sẽ dùng pháo ăn qua. Đó, lúc này là chấp nhận mình đấu xe và phế tượng bên đây. Ở clip thứ 9 mình phế tượng này rồi, giờ clip này mình phế tượng mình ở đây. Đó, lúc này ta sẽ chém voi. Đó, chiếu tướng thì mình sẽ bổ sĩ lên. Rồi lúc này ta ăn về xe. Rồi tới đây phát sinh hai biến tiếp theo. Một biến là bình xe vào kẻ sườn, một biến là thối xe chi pháo. Thì ở hai biến này cái biến an toàn là biến thối xe chi pháo, còn cái biến mà bình xe như thế này nè
là mình sẽ đánh cái biến an toàn trước đi ha, rồi mình sẽ quay lại đánh cái biến này sau. Đây là cái biến phụ thôi các bạn, tức là cái biến này mình sẽ đôi công lại với bên kia, còn cái biến này mình đánh chắc, đánh đánh chắc từ dưới đánh lên. Đây. Đó, lúc này pháo buộc phải thối thối vào một nước, mình theo xe một nhịp nữa, ép pháo phải né ra. Rồi lúc này sẽ phát sinh biến biến đánh tiếp theo là mình sẽ ăn thẳng chốt để mà mình đánh pháo khống. À, mình đe xuống mình đánh pháo khống ở dưới đây, hoặc là mình có thể là phi mã này lên để mà bắt mã. À, đây có hai cách đánh ha, thì cách nào nó cũng ưu ở nước cờ này. Ví dụ mình phi mã, như bạn thấy bên kia là mã này đang bị bắt, thì nước mã này có thể di chuyển nè các bạn, nhập cung thôi. À, nhập cung thì lúc đó mình sẽ đột được chốt đầu mà xe mình nó cũng thông. Còn cái biến đánh mã mình ăn xuống pháo khống như thế này thì bên kia cũng buộc phải ăn mã lên, buộc ăn mã lên, tại vì không thể không ăn, mình đang có nước là đe tượng, và nếu không ăn mình sẽ đánh tiếp mã hoặc đánh về tượng mình tiếp tục mình đe nữa, mình đang có pháo đầu nên đang nước buộc. Lúc này mình đánh pháo khống thì mình đang đe sát là một nước bình pháo vào để chỉ huy, thì bên kia buộc phải thượng tướng, buộc phải thượng tướng lên đó, thì lúc này mình lại phi mã này lên đó, mình vừa mở đường thông xe mà vừa chuẩn bị cho một sức tấn công. Thì bên kia tạm thời lúc này các bạn có thể là tiến chiếu đây thì không làm được gì hết, nếu mà phá tiến chiếu mình sẽ tiến thẳng xe lên đây, mình khóa đường này thì mã này không lên được nữa. À, một pháo dưới đây không thể đánh vào xe này, không thể ra. Rồi nước thứ hai nếu mà phi mã lên đây thì mình sẽ tiến xe xuống bắt mã luôn, thì mã chỉ có thể bay đường này thôi. À, cũng không có tác dụng để mang tính tấn công. Như vậy thì người ta sẽ bình pháo qua đây để đe sát vào tượng, rồi nước sau sẽ mở xe bắt pháo này. Như vậy thì cái đường quân nó thoáng hơn chút xíu. Rồi như vậy thì tới đây mình sẽ đánh cái biến này ha. Đây là biến mạnh nhất trong ba biến này ha. Rồi. Rồi thì ở đây mình lên tượng thôi. Tượng để mình tránh nước sát trước, thì lúc này người ta sẽ bình xe ra bắt pháo rồi, để mà người ta mọi cách phải phối hợp để mà đưa quân lên tấn công. Thì lúc này mình có hai biến là phi mã xuống và thối pháo về. À, giờ mình đánh cái biến đầu ha, phi mã. Rồi tới đây người ta bắn pháo hoặc là ăn ăn xe lên pháo, nếu mà xe ăn lên pháo là trúng bẫy mình ha, là xe này sẽ chết nha các bạn. À, xe ăn lên đây xe sẽ chết, mình sẽ tiến xe chiếu buộc tướng phải xuống. Rồi mình chiếu đây buộc sĩ bên đây phải chống lên ha, chống sĩ này sẽ bị sát, chống sĩ này mình thối mã về thì sẽ mất xe, à, đồng nghĩa với thua. Rồi như vậy thì người ta phải chơi nước là tiến pháo lên đây, à, tiến pháo lên đây để mà tránh đi cái nước mà mã mình tiến chiếu. Thì lúc này mình lại chơi thối pháo 1. Các bạn nên chơi thối pháo 1 nó sẽ nhiều bẫy hơn là các bạn chơi là thối pháo 2. Cộng thêm một phần nữa là mình mở thông đường cho con pháo này nữa để kết hợp. Xe vẫn không thể ăn các bạn, nếu như ăn xe cũng vẫn chết xe ha. Xe vị trí này là phải chết cho nên là không thể ăn. Đó, mình diễn biến dài nước thì lúc này cho dù là chống sĩ hay là kê pháo gì thì cũng mất xe các bạn, là đồng nghĩa thua ha. Thì lúc này có làm gì đi chăng nữa thì xe này cũng mất. Và như vậy nếu như người ta chơi mà tiến pháo xe lên đây để mà bắt con pháo này, à, thì lúc đó mình cũng không vội để mà chiếu pháo này trước ha, mình chỉ cần tiến xe này trước cái thì tướng xuống mình bình đây là sát luôn cho nhanh, cho nên là không cần phải đánh cái biến này. Rồi như vậy thì sẽ phát sinh ở một cái nước cờ khác. Rồi như vậy là khi mà pháo tiến đây, à, mình trở lại chút xíu, thì khi pháo tiến lên đây các bạn thấy là mình thối pháo về là bên kia không còn để lối để chơi, ăn thì không được mà tiến xe lên không xong. Như vậy thì tới đây người ta xử lý bằng cách nào? Có thể là người ta sẽ đi, ví dụ như tới đây người ta ra tướng đi chẳng hạn. Thì các bạn thấy là khi ra tướng như thế này là hình bên kia rất là méo mó. À, cũng sẽ bị mình dỗ chiếu chui vô lại, rồi mình sẽ tiến xe ăn vô. À, rồi mình trở lại xíu nữa, xa chút nữa. Đó thì cái nước mình nói tiến mã xuống thì người ta có hai phương án đó thôi. Và như vậy thì nếu mình chơi thối pháo về thì lúc này người ta sẽ chơi xuất tướng, mình sẽ đọc nơi luôn, mình ăn luôn rồi, mình đang đe lấy sĩ thì người ta có hai trường hợp thôi. Một là người ta sẽ chống sĩ lên, hai sẽ bình xe vô bắt mã. Thì cái nước bình xe vô bắt mã là một sai lầm nha các bạn. Cái nước chống sĩ thì cũng đỡ được lâu dài hơn, chứ nước này thì sẽ bị mơ thua. Tới đây mình sẽ tiến mã xuống chiếu. Thì cho dù là tượng quay về hay là pháo bình vào thì chỉ cần mình chơi thối xe hai nước là người ta thua.
À, nó thua có nghĩa là không còn quân đi và chuẩn bị sẽ bị cuộc tàn sát thôi. Ví dụ là mình là dài nước nè, tới đây mình sẽ chơi thói xe dịch. Mình đang đe là đánh thẳng con xe, con mã xuống con pháo, và sau đó là bình xe qua chiếu sát. Thì để xử lý nước này thì buộc người ta phải chống sĩ lên trước để chống nước sát. Nếu mã đánh xuống thì mã nàng lại, thì lúc này mình ăn mã bình thường luôn. À, xin lỗi, mình ra pháo trước rồi mới ăn con pháo bình thường luôn. Là tại vì sao bạn, khi mình ra pháo đây mình lại đe một nước khác nữa, là tức là nếu mà tới đây người ta xuống tướng á, người ta xuống tướng là sợ cái nước chiếu giật á, khi mình ăn pháo đấu á thì người ta sẽ xuống tướng. Đó, lúc này mình vẫn ăn pháo nè thì mã sẽ ăn lên. Đó, lúc này mình không bình xe qua chiếu liền mà mình tiến pháo này chiếu trước, ép tướng phải ngôi lên, lúc đó bình xe qua chiếu. Đó, thì sĩ buộc phải gánh lên. Thì lúc này các bạn có thể bình qua vắt xe hay là ăn qua chốt cũng được. Thì hai biến đánh này nó tương đối giống nhau. Ví dụ như thế này, ở đây người ta có thể là vô tướng, nếu sập sĩ sẽ bị nước giật tiếp theo là chết mã. Nên tới đây vô tướng, mà nếu vô tướng thì mình sẽ bình xe một và bên kia thua. Và tới đây buộc phải bung tượng thì mình sẽ chiếu mất xe là thua, không không chống được nước này ha. Rồi còn nếu như trường hợp mình chiếu qua đây, người ta cũng vô tướng, cũng y vậy các bạn, mình bình xe trở lại vị trí này, thì cũng phải buông cờ. Rồi mình trở lại một chút nữa. Rồi như vậy mình vừa nói cái nước hạ tượng như vậy, cái nước vô pháo thì sao? Nước vô pháo thì tới đây cũng vậy, mình thối xe về, thối xe về. Đó, nước này nó sẽ ra nhiều cái nước đe dọa, mình đang đe dọa đánh tượng nữa. Đó, nên rất nguy hiểm. Thì lúc này người ta thí dụ như để con xe này rời khỏi cái vị trí nguy hiểm, thì ta có thể tiến xe lên đây để tránh trước, hoặc có thể chim vào đó như thế này. Thì lúc này mình sẽ đọt pháo lập tức, tượng ép phải quay về. Thì khi tượng ăn quay về đây thì lúc đó mình phi mã xuống đây tiếp tục là dùng xe để dỗ mặt đe sát, thì xe này phải hy sinh bằng cách là thối về đây cản mã như thế này. Đó, lúc này mình sẽ phi mã, mình đang đe sát nước cờ này, bình xe là sát ngay, cho nên là phải quay xe. Tại vì tướng không thể thượng được rồi, không thể chống sĩ gì được rồi. Tại vì nếu như mà chơi chống sĩ như thế này thì các bạn thấy là mình dỗ chiếu đây thì chết xe này. Đó, cho nên là buộc xe phải quay về. Một xe quay về đây thì mình lại tiến pháo xuống hai nước, cũng bỏ cờ, tiến pháo xuống để bắt xe. Thì lúc này xe không thể chạy ha, chạy sẽ bị thua ngay, buộc lòng phải cảm tử. Rồi mình trở lại một xíu nữa. À, như vậy mình vừa nói về cái trường hợp mà xe bình vô đây sẽ bị dính hai nước này. À, từ đây các bạn, nếu xe bình vào sẽ bị dính nước mã phiến chiếu. Như vậy thì chống sĩ lên trước, chống sĩ lên trước thì tới đây mình có ba cách chơi, nhưng mà hai cách chơi mạnh nhất là bình pháo và thối xe về ngay cái cửa hàng để bắt bắt tượng. Còn thối xe về đây là mang tính tấn công nhiều. À, nhưng mà hai cái biến này rất là mạnh. Giờ mình đánh biến thứ nhất nha. Biến thứ nhất là mình đang đe là quăng mã xuống chiếu, nếu mà bên kia chống sĩ hay chống pháo cũng sẽ bị lưỡng tướng và bị ăn điều mã này. Đó, cho nên tới đây cũng có khả năng là xuống tướng, khả năng là xuống tướng rất cao. Mình vẫn là bay chiếu tướng, ép tướng bay vô, tướng phải quay vô. Thì lúc này mình bình pháo vào chiếu tiếp, rồi tiếp tục một cái chiếu nữa thì người ta sẽ kê pháo đầu vào, kê pháo đầu vào. Đó, lúc này mình mới chơi thối xe về đây, mình đang đe dọa trực tiếp qua đây bắt mã, qua bắt mã. Thì bên kia người ta có hai trường hợp để chơi lúc này, là tiến xe lên để bắt lại mã, hoặc là thối pháo về. Nếu mà tiến xe lên bắt mã các bạn, nếu mà tiến xe bắt mã thì lại dính cái nước này. Mình đang hâm ngọa tàu để đưa tướng ra ngoài thì tiền xe hậu pháo, thì buộc xe này cũng phải quay về nữa. Thì lúc này quay về thì mình chiếu buộc phải cảm tử là thua, cho nên là thối pháo về để hạn chế sức tấn công. Thì lúc này bình xe qua để mình đe mã, để mình chi sát xuống mã thì mã buộc phải quăng lên biên. Đó, lúc này các bạn thấy là mình không để cho pháo này chen vào cái cửa giữa này để mà giảm đi cái nhiệt đang tấn công. Lúc này mình chơi cái nước là pháo 5 tiếng 1, là một cái nước cờ mà người ta buộc phải bung quân, là pháo 5 tiếng 1. Đây là nước cờ không thể chống mà. Tại vì nếu như pháo ăn sĩ cũng thua, xin lỗi, pháo ăn mã cũng thua mà không ăn cũng thua. Ví dụ như ăn mã thì lúc này mình sẽ bình xe vào đe sát, thì đường duy nhất pháo thể đi là bay ăn sĩ. Lúc này mình không ăn pháo, mình lại bình pháo này qua, mình đe sát ngược hướng này. Thì lúc này xe có tiếng chiếu thì mình về sĩ thôi, còn nếu như xe về đây phòng thủ thì mình đơn giản tướng ăn ra, mình không thể đỡ được nước cờ này. Như vậy cho dù tới đây không ăn mã cũng thua các bạn. Ví dụ như thế này, bình pháo vào nước bất kỳ thì mình cần bình xe thôi. Đó là nước cờ thua rất nhanh ha.
Rồi mình trở lại chút xíu nữa. Nói như vậy mình vừa nói tới cái nước là bình phá hoại, và bây giờ mình nói về cái nước mà thối xe về cửa hè bắt tượng. Thì lúc này tượng buộc phải quay về à, nếu mà mất tượng nữa là rất nguy hiểm. Lúc này mình sẽ bình xe chiếu tướng trước để cho người ta lựa chọn là lên sĩ hay vào pháo. Thí dụ mà người ta vào pháo thì lúc này mình lại chơi bình phá hoại, mình đang đe sát là xe mình sẽ đánh thẳng xuống, đánh thẳng xuống tướng ăn lên quân mã ăn sát ngay, cho nên buộc là người ta phải xuống tướng. Thì tới đây mình ăn pháo cũng thắng mà giật ra ăn mã cũng thắng, vô giật ra ăn mã thì lúc này người ta sẽ tạt pháo ra, mình đọt mã chiếu thì pháo sẽ quay về, pháo quay về lúc này mình quay mã xuống chiếu thì chạy vào hay là chống sĩ cũng như nhau. Ví dụ như chống sĩ thì mình sẽ đọt tượng chiếu, thì tướng vào hay lên gì đó thì mình cần đánh pháo chiếu. Thì bên đây chống lúc cái gì cũng thua các bạn, nó buộc phải tướng lên thì tới đây sẽ mất xe. À, xin lỗi, tới đây mình quay mã về bắt xe, giữ lại pháo và đang đe dọa là chiếu con xe, thì con xe này xử lý bằng cách là tiến lên. Ở lúc này các bạn thấy là bên kia cũng không còn gì để đánh ha. Mình thối về mình giữ mã để đe sát tiếp, tướng buộc phải xuống tiếp, buộc phải xuống tiếp. Lúc này mình lại tiếp tục bình vào chiếu tướng, thì sĩ buộc hạ hoặc chống, hai chỉ có hai cách thôi. Giờ ví dụ như chống đi, lúc này mình bình thỏ đầu nữa thì tướng buộc phải xuất rồi. Nếu không thì mình chỉ cần tạt qua đây chiếu, mình đánh một vài nước nữa bên kia cũng bung quân thôi. Rồi như vậy mình sẽ trở lại chút xíu nữa, đó là cái nước mình giật ra ăn mã, còn nước mình ăn thẳng pháo thì lúc này tướng buộc phải chạy vô, nếu mình đọc tường nước sau mình ra bắt mã thua. Rồi mình trở lại, và như vậy thì mình vừa nói qua cái cách người ta chống sĩ và bình xe vào. Thì các bạn thấy là ở cái hình cờ này á, ở cái hình cờ mà chơi thối xe về mình đánh cái nước an toàn á, các bạn thấy nó rất là vững nè, vững từ trên dưới. Bây giờ mình sẽ nói tới cái nước mà hồi nãy pháo đọc tượng xong mình chơi tiếng hoành xe nha. Trở lại xa chút xíu nha các bạn, đâu rồi, từ từ đây, từ đây là mình nãy mình vừa nói về cái nước mà thối xe một, vừa đánh an toàn mà vừa tấn công. Bây giờ mình bỏ mặt pháo này mà mình bình xe vô kẻ sườn đó, thì lúc này bên kia hoặc là tiến mã lên hoặc là bình pháo ra. Thì cái nước tiến mã này lên thì bên mình có thể tiến xe xuống để chuẩn bị cửa này, ở bên kia có thể là lên mã hoặc bình xe xuất trận được. Nếu như chơi bình xe như thế này, mình pháo vào chiếu tướng ép sĩ phải chống lên, sĩ phải chống lên, lúc này mình mới ăn con mã xuống trước thì buộc mã phải đánh lên, buộc phải đánh mã lên. Lúc này mình bình xe bắt pháo để mình đưa cho pháo này vào vào cái hẹp, rồi mình mới phi mã lên đây để mình chi mã, mã không thể chạy được. Nếu mà tiến xe đây giữ thì mình chỉ cần bình xe vào đây bắt đầu là bên kia hết quân cũng thua ha. Bây giờ nếu mà chạy quân này thì mình sẽ ăn không quân này, pháo đánh xuống đây để mà đe sát, đơn giản mình xuất tướng hoặc là mình chống sĩ là không còn vấn đề. Rồi như vậy nếu người ta chơi lên mã thì lúc này các bạn thấy con mã lên đây thì không có tác dụng nào để mà tấn công được ở cái đường trung lộ này. Các bạn thấy là đã bị mã bên cản thì bước xuống đây thì không được. Thì lúc này mình cũng vẫn bình vào chiếu tướng để buộc bên kia xử lý một cách là chống sĩ gì đó, thì bình qua đuổi pháo y vậy các bạn, bình qua đuổi pháo thì pháo này phải chạy, không thể nào mà phi mã lên đây để kích đấu được. Thì nếu đấu cờ ở trường hợp này người ta sẽ không có sức đâu mà tấn công với mình ha. Đó, lúc này ta đọt lại mã, đọt mã mình lại quay về bắt mã này, mã cung đường phải trở về các bạn, mã cung đường phải trở về. Lúc này mình đọt tượng bắt tiếp. Mình liên tục những nước bắt quân ha. Và mã lúc này chỉ có thể về đây ha. Mình bình vào cái nữa để mà mình đưa cho mã ra cánh biên luôn. Rồi tới đây các bạn thấy là bên kia là hết hết lực tấn công, vì chiếu đây cũng không có tác dụng lớn. Lúc này mình phát triển mã lên bình thường, mình ta xuất xe ra cũng không làm gì được. Mình ở cái nước cờ này đơn giản bằng cách là mình chống sĩ, hoặc các bạn có thể là mình phá hoài. Tới đây là tùy nghi lựa chọn rồi, tại vì mình không thể để người ta chiếu giật nước cờ này được, mình có thể là chơi nước chống sĩ cũng được. Đó, tới đây ta chỉ có thể là tạt pháo ra, mã này không có chỗ để mà kết hợp, muốn kết hợp phải tạt pháo ghim xe xuống cái thối xe một chiếu mới kết hợp mã được, thì lúc đó là tới mình đánh rồi ha. Rồi như vậy thì cái nước tiến mã này và bình xe này ở đây là nó chưa có hiệu quả, nước cờ này. Rồi như vậy thì cái nước lên mã mình vừa nói xong, thì nếu bây giờ ta chơi tạt pháo ra biên để chờ cơ hội kết hợp với ba quân này hoặc là xuất xe ra để mà tấn công xuống đường đáy này, thì tới đây mình có hai biến là tiến xe lên hoặc là ăn mã.
thì hai biến này nó diễn biến như sao? Trường hợp thứ nhất, nếu như mình ăn mã xuống thì tới đây ép người ta phải ăn mã lên, đây là nước bắt buộc, đây là nước bắt buộc để mà mình còn đe về đánh tượng hoặc là đánh xuống mã chiếu sát luôn, nên buộc ta phải ăn. Vấn đề là dính có cống, nó sẽ rơi vào tình trạng lúc nãy nha. Còn nước mình tiến xe xuống đây cũng vậy nha, nước tiến xe xuống đây thì các bạn thấy bên kia cũng không có nước để phản kháng lại cái nước cờ này, ta thấy trước nhưng không thể nào phản kháng. Nhưng lúc này phi mã lên đây thì sẽ bị mình bình xe qua, chứ mình không đánh đấu ở đây, mình bình xe qua đây thì sẽ mất quân luôn, cực kỳ nguy hiểm ở nước cờ này. Thì ở cái bình phong mã cũng như mình có chia sẻ rất là nhiều, và nước đánh thì các bạn biết mỗi một người một lối chơi lối công khác nhau. Các bạn đánh trong thực chiến gặp cái biến đánh nào nhiều nhất thì các bạn comment xuống để mình làm cái biến đánh đó nó sâu hơn, để chúng ta tất cả chúng ta cùng nhau mình có cái hình trận mình tham khảo để mình phát triển cái nền cờ mình lên. Thì ở cái clip thứ 10 này mình sẽ tạm ngưng nói về pháo đầu với bình phong mã. Clip sau mình sẽ bắt đầu đánh cái pháo đầu với lại đường đề mã nha. Clip sau sẽ đụng với đường đề mã. Và như vậy thì ở clip thứ 10 này mình sẽ tạm ngưng tại đây, và tới đây mình chúc các bạn sức khỏe. Và tới đây xin chào và tạm biệt các bạn nha.